À, xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình chia sẻ các bạn làm cái cây mà ôm đá các bạn ơi thì mình ở đây mình có một cái viên đá này là đá mắt mèo nữa các bạn với lại một cái một cái đĩa ha đĩa này thì cái đĩa của nhật đó các bạn đĩa mà hàng bãi nhật đó thì đĩa này thì bây giờ dĩa hè bán rất là nhiều các bạn rất là dễ ha một cái chỉ có 10.000 thôi ta hồ lựa ha đó thì Bây giờ mình dùng cái đĩa này với lại cục đá 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 tai mèo các bạn. Đá này thì nó một loại đá vôi thôi. Thì mình bây giờ để mình dùng cái máy cắt ha. Đá này thì có cái lỗ sẵn nè. Nở bên trồng cây vô đó đó. À bây giờ mình dùng máy cắt này nè, mình cắt cái một đường ở trên cái đĩa các bạn để mình gắn cái cục đá vô cho nó vững ha. Đó, gắn cho đứng vậy các bạn. thì cái đĩa này nó cũng tương đối dễ cắt các bạn ơi. Đó, sau khi mình cắt cho nó vừa dặn cái chân đá thì mình cho nó khích cao để nó vô thì mình dùng cái xi măng các bạn. đây mình dùng xi măng trắng ha. Đó, mình dán cho nó dính lại. Đó, sau khi mình dán nó xong thì ở trên cái cục đá thì mình cũng có khoan cái lỗ cho nó lớn ra các bạn. lúc nãy cái lỗ bản thân cái lỗ nó thì nó cũng nhỏ. Đó, nhưng mà khi mình khoan nó ra nè các bạn. Đó, dùng cái máy khoan gạch á, mình khoan cho nó rộng ra để mình luồn cái cây vô đó mình cho nó ôm đá đó các bạn đó ôm đá mình cho nó bay ra ngoài thì ở đây mình dùng cây linh sam các bạn ơi đó, linh sam thì linh sam này mình cũng dâm từ cái rễ nè đó nó có cái co nè các bạn mình trồng bên đây ha cho nó ôm nó 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 lòn qua cái lỗ ha đó, mình cho nó ôm vô cục đá nằm vậy nè các bạn thì giờ mình cắt mấy cái nhánh thừa này đi để mình luồn nó qua các bạn thì ở đây mình dùng cái linh sam để cho nó có cái sống cái sức sống nó mạnh các bạn mình không có đắp đắt hết cái đĩa đâu mình đắp một phần nó còn một phần mình sau này mình có thể mình chế nước vô đó các bạn đó, cái này thì mình dâm rễ cũng lâu rồi cả năm trời nữa các bạn nằm ở trong cái vỏ này nó ăn cái rễ quá trời dài luôn ha à, để mình luồn qua cái lỗ này à, thì đá này thì người ta có bán rất là nhiều các bạn các bạn nào ở Sài Gòn thì có thể ra chỗ à, chỗ à, gần cái ngã tư hình như ngã tư giếng nước các bạn à, có bán người ta có bán đá này rất nhiều ha ở trong Sài Gòn thì ở Thành Thái cũng có bán mà giá nó hơi mắc các bạn À, thì tính ra cũng không nhiều các bạn ơi nó hình như là có uh, mười mấy ngàn ký thôi ở ngoài ăn xương thì năm uh, sáu ngàn vậy đó. đó tính ký các bạn thì mình có thể mình mua một cục gì có cục này có thể hơn ký đó các bạn à, cũng không như tiền ha giờ mình lựa cục nào vừa ý thì mình mua thôi thì về mua cái đĩa bãi mà bán dĩa hè nó có 10.000 một cái các bạn đó, sau khi mình đưa nó vô thì mình dùng cái cám dừa trộn với đất sét các bạn ha rồi mình nén vô cho nó chặt rồi sau đó mình dùng cái dây nho mình mình quấn cho nó ôm sát viên đá luôn các bạn đó cuối cùng nó được vậy đó các bạn mình không có vô đắt hết cái phần đĩa mà để cái phần đĩa chống một bên nữa, nữa mình chế nước cho đó các bạn đó thì cái cây linh sam này nó chỉ có hai cái nhánh thôi À, hai cái cành nó không có nhánh nữa các bạn đó mình dùng một cành mình cho nó rớt xuống còn cành trên thì mình cũng cho nó rớt theo à, cho nó bay theo thì à, trước mắt hai cái cành này nó chưa có nhánh các bạn nó <laughs> xuống ống mà lý do là lúc mà mình mình châm ở trong cái vỏ thì mình cũng không có cắt nó thường xuyên thành ra là nó lên và nhằn ha đó. lý do là mà thầy là mình chứ nếu mà mình cắt lúc nó lên cái mình cắt ngắn nó đoạn thì nó đâm ra có nhánh bây giờ mình có mình uống các bạn nhưng không sao ha mình đưa đâu vô đây thì mình uh, uống sơ cho nó thành cái cái tay cành đó các bạn đó mình uống làm sao cho mình một cái cành khẳng khiệu xuống ha thì một thời gian nó sẽ đâm thôi nó làm sao nó đâm rất là nhanh ha đó mình uống hạ nó xuống thành một cái tay cành đi ha. mình tưởng tượng làm sao mà cái cành mà nó khẳng khiệu giống như ngoài thiên nhiên mà trong cái cái vách đá ha, treo leo nó đưa ra các bạn đó thành một cái cái cành chính đi thì từ cái cành chính này sau này nó sẽ đâm ra những cái cành nhỏ rồi mình à, mình uống nó thôi đó mình làm đơn giản vậy thôi các bạn chứ bây giờ cái cây này nó, nó chưa có nhánh các bạn thành ra mình chỉ làm sơ nó thôi đó, cành trên cũng vậy ha mình uống nó ra rồi sau một cái thời gian nữa đó thì mình mới à, nó đâm nó đâm cái những cái cành ra thì mình uống thêm các bạn còn cái phần dưới gốc đó, thì trước mắt thì mình à, bít nó lại đi rồi từ à, từ từ mình có thể mình mà mình cho nó chốc cái phần gốc nó ra để nó lộ bầu rễ ra các bạn đó thì à, cái cây linh sam thì nó rất dễ sống các bạn ở đây mình chọn linh sam ha à, nhưng mà cái lá thì nó nhỏ chứ ở đây ví dụ mình chọn cái loại cây xanh hoặc là cái sợp hay là cái da gì đó các bạn hay là bồ đề gì ha. mình có thể mình cho nó bám đá vẫn được nhưng mà có cái lá nó hơi lớn ở đây mình chọn cái linh sam thì nói chung linh sam thì nó cũng bám đá cũng tốt các bạn à, ăn thua mình chăm sóc thôi còn cái phần đất ở dưới đây thì nó chỉ có một chút xíu thôi các bạn nhưng mà mình chăm sóc thì vẫn được các bạn ơi đó, còn cái cách tưới thì mình cũng chia sẻ bạn thường ngày ha mình chỉ cần dùng cái cái thao nước ha mình bỏ cái này vô mình nhúng nó trong năm năm 3 phút vậy ha nó sẽ giúp nước no thôi Đó. thì bây giờ mình mình uống xong rồi bây giờ mình dùng cái dây kẽm các dây nhôm các bạn mình đề demo cho bạn xem những cái tay cành ha đó bây giờ mình dùng mấy cái dây nhôm nhỏ ha À, mình uống demo cho bạn xem những cái tay cành mà sau này nó có thể ra vậy đó các bạn nó cái này thì cũng có một bạn đó là cũng có mấy bạn đó, thì cũng có nhắn tin nói với mình sau khi mà làm xong những cái tay cành mà nó chưa có nhánh đó thì nói với mình đó là nhắn tin nói với mình đó là có thể là à, dùng dây nhôm demo cho các bạn xem thì ở đây cái, cái hai cái nhánh này các bạn thấy thì nó không có nhánh nhóc hết chân á thành ra mình có thể mình dùng cái dây nhôm nữa các bạn thấy thì mình uh, uống mình đề mô cho đây cho các bạn xem nè. Đây sau này uh, cái cây nó sẽ đơn giản vậy các bạn. Nó có hai cái cành nhánh ha đua ra từ trong vách đá đua ra khẳng kiệu ha. À, nó có những cái nhánh uh, thêm ở trên những cái tay cành chính của nó các bạn. À, đơn giản vậy thôi. Còn uh, cái cây này uh, thì uh, cũng có rất nhiều bạn nói với mình đó là trồng vô những cái chân nhỏ, trồng vô những cái dĩa nhỏ thì uh, chăm sóc bằng cách nào thì à, rồi không biết chồng có sống hay không, Đó, cũng có bạn nói mình nghi ngờ là có thể là làm à, thôi chứ còn nó không sống thì à, mình hứa các bạn là nay mai mình sẽ cập nhật cái clip này Đó. <laughs> cái cây này ha rồi những cái cây nhỏ nhỏ nữa để cho các bạn xem thì à, các bạn có thể đón xem những cái clip tiếp theo của mình Đó, mình có thể à, à, sau khi cái cây này nó lên nè nó ra nhánh mình có thể uống thêm ha rồi à, nó cách cách nó sống như thế nào đó, nó không có thể nó chết các bạn rồi à, có lẽ là mình sẽ làm những cái clip mà chăm sóc đó các bạn ơi đó, chăm sóc những cái cây mà nó khó như thế này nè đó, nhưng mà đối với các bạn thì các bạn nghĩ nó khó thật sự không khó các bạn chăm sóc cũng rất là dễ thôi đó, không có gì khó hết trơn á rất là dễ nhưng mà mình ở đây mình nghĩ là À, nó cũng có cũng có phần khó đó nhưng có cái cái khó đó thì nó không có gì là gì quan trọng các bạn cái khó nó thì nó nằm trong cái khuôn khổ mà mình chơi cây thôi đó. mình chơi cây cảnh đó thì mình cũng phải có cái khó rồi cũng phải có cái chăm sóc cái cực gì đó công gì đó vô đó thì nó mới có cái hay các bạn đó. thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn cái cách mà mình làm cái cây ôm đá nó rất là đơn giản để tiền ở đây thì không cần nó tốn nhiêu tiền các bạn thì mình có một cái cây đó đặc biệt là nó cũng mang dáng dấp một cái cây cổ thụ ha à, sau khi mình à, khoảng một vài tháng ở đi mình có thể là mình à, nó đâm những cái tay cành ra mình uống thì nó sẽ thành một cái cây cổ thụ thôi nó ôm cục đá đó thì các bạn xem video thì nhớ góp ý cho mình ha thì à, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình à, các bạn xem video thì nhớ chia sẻ mọi người cùng xem mà nhớ đăng ký cái kênh để ủng hộ cái kênh mình các bạn ơi à, xin chào và hẹn những video tiếp theo nha